răng. Trêu nó con. Chơi pin này. Con này khôn lắm. Tại sao khôn lắm? Khôn cô la luôn. Khôn như Sunny luôn. Đùa với anh Bin à? Thằng bố ngồi không? Xem. Thằng con thì chơi. Con chơi với anh chị có vẻ rất ganh tị. Chị đây là gì? Bà đang suy nghĩ là tên kia người là ai? Tại sao lại để? Tại sao lại cứ mất tình yêu anh chị dành cho ta? Đúng rồi. Mặt kìa. Mặt cô la luôn. Cô nhìn bám này. Đúng rồi. Tròn khoai.